207 Ngày 207. Chị thấy là em hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chúng nó rồi. Hãy nghe và nhắc lại. 我看你是完全忘记他们的存在了。 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Cài đặt. An trang. Phiền phức. Phiền. Má phản. Vị của đồ ngọt. Thiên phiền đỡ quầy tạo. Nói chung là. Tổng chứ. Nhớ thông báo cho chị. Chị đỡ thông chứ của. Vẫn luôn luyện tập nói tiếng Trung. 一直练习讲中文. 一直练习说中文. Khó trách, chẳng trách. Nán quài. Chọn chuyên ngành. Chuyển chuyên nghiệp. Liên hệ ngay. Mà sang liên xì. Tối nay ăn lẩu buffet. Jin wan chi zi zhu huo guo. Sau đó. Rán hậu. Chắc là có không ít. Ying gai you bu shao ba. Tạm biệt chú. Sú sú zài jiàn. Nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy. Bàn gà xào sứ zài zào zào. Lâu lắm không ăn lẩu kiểu chung rồi. Hào chiều mới chứ trung sư huo guo lợ. Bộ đồ ăn phong cách Trung Quốc. Trung Quốc phong đờ chan chù. Tuyệt đối. Chuế tuổi. Không thể nào, sao có thể thế được? Giấm mức khở nấng. Đùa. Khai quán xẻo. Hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chúng nó rồi. Hoàn toàn忘记他们的存在了.